chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cây Bít Toàn Cảnh. Ngày hôm nay, các sao cây bít có thông tin gì đang hot mà không thể bỏ qua? Ngay bây giờ, hãy cùng với mình theo dõi nhé! Hé lộ bí mật về vụ ly hôn tốn nhiều giấy mực giữa Song Song Ki và Song Kyo. Song Kyo và Song Song Ki từng là một trong những cặp đôi đình đám nhất nhì làng giải trí châu Á, nên duyên từ bom tấn truyền hình Hậu dưới mặt trời. Song Song công khai chuyện tình cảm vào tháng 4 năm 2017 và đi đến cái kết viên mãn là đám cưới cổ tích vào tháng 10 cùng năm. Đáng tiếc chuyện tình đẹp như mơ không kéo dài được lâu. Hai người hoàn thành thủ tục ly hôn vào tháng 7 năm 2019. Sau đó báo chí và mạng xã hội rộ lên nhiều tin đồn về nguyên nhân cặp đôi chia tay, trong đó nhiều nhất là ngoại tình. Tuy nhiên hai ngôi sao châu Á chỉ đưa ra lý do chung chung là khác biệt về tính cách. Đến tận bây giờ chưa ai biết chính xác là tại sao cặp đôi đường ai nấy đi. Tròn 2 năm kể từ thời điểm song song chính thức tách ra, vụ ly hôn của hai diễn viên vẫn là đề tài được đông đảo dư luận trong nước và châu Á quan tâm. Mới đây, cộng đồng mạng một lần nữa lại sục sôi trước những chi tiết vốn được hé lộ từ lâu, nhưng bị các thông tin từ báo chí Trung Quốc làm lu mờ. Theo đó, cánh săn tin của Hàn Quốc đã phát giác điều bất thường trong mối quan hệ giữa Song Song ngay từ sớm. Cụ thể, quản lý của trong Jong Ki tổ chức hôn lễ vào tháng 4 năm 2019. Đối với trong Jong Ki, quản lý không chỉ làm việc cùng anh lâu năm mà còn là bạn tốt. Bất cứ ai từng đóng phim cùng trong Jong Ki đều trở nên thân thiết với người quản lý của anh. Chính vì mối quan hệ khăng khít này, mọi người đã vô cùng bất ngờ khi Song Hye hay bất kỳ ai trong công ty của nữ diễn viên không tham dự đám cưới người quản lý của Song Song Ki. Ngôi sao trái tim mùa thu có thể lấy cớ bận rộn lịch trình không thể tham dự. Nhưng thời điểm đó, có nhiều người cho rằng thật kỳ lạ vì không có nhân viên nào của Song Hye xuất hiện tại tiệc cưới. Kể từ đó, tin đồn cặp đôi song song gặp trục trặc trở thành tin đồn được lan truyền rộng khắp showbiz xứ Kim Chi. Vào ngày 2 tháng 6 năm 2019, một phóng viên giải trí tiết lộ trong chương trình Access to Beat Tonight rằng Song Kyo trông có vẻ bối rối khi người thân của anh hỏi về sự vắng mặt của Song Kyo. Cũng trong năm 2019, đài SBS phát sóng đoạn phỏng vấn luật sư chuyên về ly hôn hàng đầu Hàn Quốc, trong đó luật sư tiết lộ người muốn ly hôn là Song Jong-ki, còn liên tục thúc giục Song Kyo nhanh chóng hoàn thiện thủ tục. Luật sư Kim Nam Gốc tiết lộ rằng, việc Song Jong-ki tuyên bố ly hôn chỉ một ngày sau khi đệ đơn lên tòa án là bất thường, đối với những người nổi tiếng sắp ly hôn họ thường yêu cầu báo chí giữ bí mật cho đến khi họ đạt được thỏa thuận việc song song ki công bố ly hôn chỉ sau một ngày khi chính thức nộp hồ sơ cho thấy nam diễn viên muốn phía song kyo tích cực hơn để giải quyết vụ ly hôn ông nói phóng viên kỳ cựu trong ngành giải trí kim Deo từng tuyên bố song song ki và song kyo có thể không hoàn toàn nhìn thẳng vào vụ ly hôn tôi tin có một sự khác biệt nhỏ trong lập trường của họ trong dân kỳ thông báo ly hôn qua luật sư riêng trong khi song hikio báo tin thông qua công ty quản lý có thể thấy chính trong dân Ki là người đề xuất ly hôn ông kim nói